giờ mình đang ở làng cầu vồng đây. Đấy. Không phải mấy bạn tới đây là nhìn thấy cầu vồng đâu nhé. Vì ở đây là sơn đủ màu sắc, bảy màu sắc cầu vồng. Đó, mấy bạn thấy từ năm 1949 thì ông Tưởng Nhớ Thạch đã qua đây. Mày nhìn thấy là có một ông đi theo ổng, thì lúc mà định đặt mấy cái nhà này để xây dựng lên trường học gì đó, thì ông mà đi chung với lại cái ông Tưởng Nhớ Thạch thì mới mua mảnh đất này và sử dụng màu tô lên. Hôm nay đã kết thúc rồi, giờ mình sẽ về khách sạn nghỉ ngơi.